Thứ mà ai cũng có trong nhà, đó là một cái ốp trong đã ố. Và nó rẻ tới mức mọi cố gắng làm trắng đều rất là ô dề. Nên hôm nay Ri sẽ lôi màu acrylic ra và thay cho nó một lớp áo mới. Trên mạng kêu pha trắng xanh vàng sẽ ra màu bạc hà, nhưng mà pha ra xong nó hơi sai. Nhưng mà kệ đi, quét đại lên nè. Làm xong Ri mới biết là quét một lớp nó khô đã, rồi quét lớp thứ hai thì nó kín màu hơn. Nhưng mà thôi kệ đi, sấy cho nó khô ha. Sấy cái viền nữa nha. Lấy một tí màu trắng, một cái tăm bông, chấm màu rồi chấm thành 5 cái chấm cho nó ra bông hoa thế này. Mới đầu tính vẽ nguyên một vườn hoa ô la la luôn á, nhưng mà trần gà thành ra theo style minimal. Vẽ bông xong thì vẽ thêm mấy cái dâu bằng cho nó bớt trống ha. Cái này muốn xài thì nên thêm một lớp phủ bảo vệ nữa, chứ không là nó dễ bong ra khi cầm á.